Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy một kim bảng rời hộp quy sinh. Đây là một loại máy rất là phổ biến từ Nam ra Bắc và độ bền cũng khá là cao. Để bật lại mũi thì các bạn ấn vào đây. Con máy nào nó cũng có hết. Đây là cái biểu tượng này, là lại mũi hai lượt AB CD này. Còn đây là lại mũi ba lượt này. Để tắt lại mũi thì các bạn buộc phải ấn vào đây. Đây là phần lại mũi ba lượt này, đèn này. Khi mà chúng ta cái đèn này biến mất này, thì có nghĩa là chúng ta đã tắt lại mũi rồi và trở về đường may thẳng thông thường. Đây các bạn xem, mình đã tắt lại mũi của nó đi chưa. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng lại mũi bằng tay để chúng ta lại mũi này. Khi ấn vào đấy thì nó sẽ chạy lùi này. Còn bên đây là đèn này. Con máy điện tử nào nó cũng có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bạn có thể tắt đèn hoặc là bật đèn. Tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh tốc độ của máy nhé. Thì các bạn giữ tay vào B này. Chúng ta đưa nó về B01 này. B01 này chính là tốc độ của máy này. Bạn ấn phím S. Thông thường thì nhà sản xuất họ sẽ để tốc độ là 3.700. Mình thấy tốc độ 3.700 là hợp lý. Thì các bạn có thể tăng giảm tùy vào cái mặt hàng và yêu cầu của chúng ta. Thì mình sẽ để là 3.700. Tiếp các bạn chỉnh đến B3 này. B3 này chính là dừng kim trên và dưới. Đây như máy đang may đây. Khi dừng lại thì kim nó đang ở dưới nhá. Bây giờ mình sẽ thay đổi để cho kim nó lên trên chẳng hạn. Các bạn nhìn. Đấy, bây giờ mình sẽ thay đổi. Đấy, sau khi may bây giờ kim nó đã lên trên. Đấy, các bạn nhìn ra. Thì bình thường các bạn chúng ta sẽ để chế độ này cho kim nó ở phía dưới. Tiếp là B4 này. B4 chính là tốc độ lại mũi. Tốc độ lại mũi này các bạn có thể chỉnh từ tốc độ thông thường nhà sản xuất sẽ là để của loại máy này sẽ để là 2.200, nhưng mà như thế thì hơi cao. Thông thường thì mình chỉ để độ từ 1.800 mũi trên phút thôi. Đây là tốc độ lại mũi đầu. Lại mũi rất là nhanh. Tiếp theo là B5 này. B5 tính là tốc độ lại mũi cuối nhá. Các mũi lượt ra đấy các bạn. Các bạn điều chỉnh khoảng độ từ 1.700 đến 1.800. Tiếp B6. B6 chính là tốc độ lại mũi khi chúng ta chạy đỉa. Sau đây mình sẽ bật cái chạy đỉa cho các bạn xem. Đây là phím chạy đỉa này. Để tắt chế độ chạy đỉa này, các bạn ấn vào phím này thì nó sẽ không tác dụng nhé. Vì vậy chúng ta sẽ ấn vào phím này. Đây chính là đường may thẳng thông thường này. Hoặc là khi các bạn nhấn bất kể vào những cái phím này, ví dụ chế độ may lập trình này, chế độ may túi các thứ này, thì chúng ta đều phải ấn vào
Ấn vào phím may thẳng thông thường để chúng ta trở về đường may thẳng thông thường. Tiếp theo là B7 này. B7 chính là tốc độ may chậm các mũi đầu đấy. Thì ví dụ 3 4 mũi đầu các bạn cần may chậm để cho nó khỏi tuột chỉ đấy. Thì nhà sản xuất nó đã để là 400 này. Các bạn có thể chỉnh xuống thấp hơn nữa là 200 nha các bạn, hoặc là lên cao hết cỡ là 1.500. Thế thì mình cứ để theo nhà sản xuất là 400 đi. Tiếp sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái kẹp chỉ này nhé. Kẹp chỉ này có tác dụng là khi nó kẹp vào thì may mũi đầu nó không đỡ bị tuột chỉ, và hai nữa là nó sẽ giấu cái đường chỉ xuống dưới, thì chỉ trên nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ giấu với mặt dưới này. Thì mặt dưới sẽ không đẹp nhưng mặt trên sẽ đẹp. Kẹp chỉ thì chúng ta sẽ vào B37. Đây, B37. Các bạn có thể điều chỉnh từ 1 đến 10, tức là các chế độ cắt chỉ khác nhau. Còn không là chúng ta tắt chế độ cắt chỉ đi. Đây, ví dụ mình tắt thử nhé. Các bạn nhìn, còn hít là sẽ không hít nữa nha. Các bạn cũng có thể tải thêm tài liệu về, mình để phần mô tả để các bạn tìm hiểu thêm nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Và các bạn muốn mua máy các bạn có thể liên hệ số trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.